Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bún. Vâng anh em ơi, ở đây chắc hẳn là ai cũng đã chơi cái tựa game Plants vs Zombie rồi đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ chơi tựa game đó ở trên Roblox anh nha. Và đặc biệt một cái là cái tựa game này trên Roblox thì cái đồ họa nó vô cùng là sinh động, vô cùng là sống động và rất là thực tế nha anh em nha. Rồi, anh em nào tò mò cái tựa game đấy ở trên Roblox sẽ như thế nào thì hãy tiếp tục có view này nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ, lên đường thôi. Chào mừng anh em đã đến với thành phố Hoa Hướng Dương, nơi mà mặt trời mọc chói lóa luôn anh em ạ. Đấy, anh em có thể thấy đây chính là đồ họa con game đấy, vô cùng là sinh động luôn. Ok, và anh em nhìn thấy cái ông này quen quen không nhỉ? Cái ông đội son này quen quen không nhỉ? Nếu mà quen quen thì anh em hãy comment ngay ở phía bên dưới nha. Và chào người hàng xóm. Ok, tôi sẽ được đi không? Ôi may quá tôi được đi rồi, tôi tưởng tôi bị giam cầm bởi cái bụi cây này anh em ạ. Ok, và đây chính là ngôi nhà của Bun. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái cuộc hành trình gọi là xây dựng cái quân đội, quân đội Hoa Hướng Dương anh em nhá, quân đội những cái cây sinh vật thực vật để tiêu diệt những cái con zombie. Và vừa mới vào game tôi đã lụm được bao nhiêu tiền? Đây này, 25 xu. Ô không lụm được ta, rồi tôi sẽ có, vừa vào là chúng ta sẽ được 30.000 tiền nhá. Và chúng ta sẽ phải đi, sẽ đi mua một cái này. À cái này mua bằng Robux không được, anh em ạ. Mua bằng Robux không được ạ. Rồi thu hoạch tiền, mình phải mua những cái cây hướng dương để mình thu hoạch tiền anh em ơi. Mua càng nhiều càng tốt nha, mua càng nhiều càng tốt để mình lụm tiền càng nhiều càng tốt. Cái gì đây? Decom 1.000. À đây là cái hàng rào bảo vệ. Ok, hàng rào bảo vệ này cũng khá là ngon lành cành đào đó nha. Khá là ngon lành cành đào. Bây giờ mình sẽ qua đây. 8.000 đô. Trời đất ơi, không thể nào đủ tiền được anh em ạ. Thôi rồi, tôi phải... À đây rồi, có hàng xóm rồi. Có hàng xóm tới chơi rồi. Hàng xóm tới chơi rồi anh em ơi. Rồi zombie xuất hiện trong vòng 9 giây nữa. À nhầm, 9 phút nữa nha. Ê ui, nhà bạn này xịn xò con bò thế nhở. Này, này anh em nhìn này. Vai trưởng thật đấy, có cả cây củ đậu ấy. À nhầm, đây là củ khoai lang. Củ khoai lang này, bảo vệ. Và đây là những cái máy bắn đậu. Rồi, đây chung là bia đỡ đạn của mấy con zombie này. Được đấy, nhà bạn này chất chơi người rơi đấy. Ô tôi tưởng tôi lụm được hộ tiền bạn đấy nữa. Thề luôn, bạn này tiền nhiều dã man ngon ngan. Bây giờ tôi sẽ về nhà tôi để tôi xem tôi lụm được cái gì đã. Ý, mà trời chiếu sáng thẳng vào cái nhà mình luôn mà sáng chóa luôn anh em ơi. Chói hết cả mặt. Đây có 1.400 tiền rồi. Ok, mở thêm cái này xem nào. Rồi, mình cũng có củ đậu nha. Mình cũng đó một cái củ đậu. Được chưa anh em? Được chưa? Nhìn nó hơi phèn một tí nhưng mà không sao, vẫn gọi là ok la rồi. Cái này bao tiền? 10, vẫn là 8.000 tiền anh em ạ. Thôi khả năng tôi phải cần phải try hard cái sáng mặt trời này lên thôi. Và chờ trong vòng 8 phút nữa tôi sẽ chiến đấu với cái bọn zombie cho anh em xem nhá. Okay. Vâng anh em ơi, cơn bão tố đã đến. Và cái bọn bọt zombie là bắt đầu xuất hiện từng nơi trên cái thành phố này. Nhưng mà hiện tại cái vườn của tôi nó vẫn chưa được đẹp, chưa được long lanh cho lắm. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng vượt qua cái thử thách này thôi anh em ạ. Rồi, chờ đón bọn zombie sẽ xuất hiện thêm 44 giây nữa. Rồi luôn, vừa mới nói xong, hỏng hình rồi anh em ơi. Gần về luôn, anh em thấy bọn zombie ghê không? Trời ơi, khoan nào, nhà mình đâu nhỉ, đồ ăn hại. Tôi sẽ triệu hồi hết tất cả mọi thứ lên. Quả lấm quả ấy này. À chào Hồng ơi. À đây. Tôi sẽ xếp hình ra khỏi từng cái ngôi nhà này. Đây là nhà của tôi hả? Đâu là nhà của tôi vậy? Ô chúng ta có thể tạo ra những cái con ở đây để tiêu diệt những cái con zombie siêu to khổng lồ này. Rồi bắn đi anh em, bắn đi. Được chưa? Cây ăn thịt người thì sao? Cho chúng nó những cái củ khoai tây này. Củ khoai tây để chống đạn anh em ạ. Rồi thêm những cái, cho quả lấm đi, cho quả bom đi cho nó dẫm lổ bùm. Anh em thấy gì chưa? Thiêu cháy luôn cái chỗ này luôn đi chứ. Rồi gọi thêm những cái cây ăn thịt người. Đây rồi, tôi sẽ gọi ra rất là nhiều những cái con gọi là chống cự nó, không cho nó di chuyển. Ok, boss nó chỉ còn 3.899 máu thôi. Gọi thêm những cái con chiến binh bắn băng xương. Ok, ui nó bắt đầu ăn cái con này của mình thôi. Hồng ơi. Rồi tiếp tục cứ gọi ra thôi anh em ơi, cứ gọi ra thôi. Bọn này sẽ bắn hết tất cả mà. Rồi nó đang hướng đến những con boss anh em ạ. Nó đang hướng đến những con boss. Cho quả ớt vào đây đi, cho chúng nó bị thiêu rụi hết đi anh em ơi. Cho những quả lấm gọi là, đây là quả gì đây? Đây là bắp đậu. Anh em thấy boxing gọi là
củ bắp của tôi nó đấm khỏe không anh em? Được của nó đấy. Rất là nhiều bẫy, rất là nhiều bẫy nha. Tôi còn rất là nhiều bẫy nha, tôi sẽ thả hết. Thả hết tất cả mọi thứ ở đây. Rồi, ở đây và ở đây nữa. Trời đất ơi, anh em thấy là chiêm ngưỡng này. Đẹp chưa? Đẹp chưa, long lanh chưa? Mặt nó đang tấn công rất là căng thẳng luôn. Rồi, bắn ngay con zombie kia, ia cười hẹo ngay. Đấy, anh em cứ thả mấy cái gọi là dừng chân ngó ở đây thì chúng ta tiêu diệt nó nhanh con lẹ thôi. Anh em đâu, gọi tất cả đội quân mình ra đây. Tấn công, tổng tấn công mấy con robot zombie này mới được. Đấy rồi, liên hoàn đấm luôn đi chứ, liên hoàn đấm luôn đi chứ. Boom, lượng máu của nó đang xuống khá là thấp rồi anh em nha. Mình sẽ gọi hàng tấn khẩu súng vào đây. Ấy giời, cho nó đấm mình một phát ngã lăn xuống đất này, ngất ngây con gà tây thế này. Tiếp tục, tiếp tục. Tổng tấn công với con boss là chủ yếu anh em nhá. Tổng tấn công con boss là chủ yếu. Rồi xong luôn. Nó bắt đầu di chuyển sang chỗ khác rồi. Nhưng cái số này không kìm chân được nó nữa rồi. Wow, ôi nó lấy đà. Nó phóng ra một quả cầu. Hỏng hình mấy con ấy của mình rồi. Mấy con chiến binh hạt đậu của mình rồi. Tiếp tục là tấn công, tiếp tục là tấn công. Rồi cho nó quả bí vòi vào đây là cho hiểu luôn. Nó hiểu vấn đề luôn anh em ơi. Rồi. Mình đã dừng chân nó lại rồi, mình đã khép chân nó lại rồi. Ôi, nó chỉ còn có 1.300 máu nó thôi. Bao nhiêu cái lỗ lực của chúng mình đã gây ra, làm cho nó IA cờ hẹo khá là nhiều anh em ạ. Nhưng mà hiện tại là mấy cái con củ đậu của mình nó đang bắn sai hướng. Ui, có con cả con củ đậu rồng luôn này. Nó bắt đầu di chuyển xuống khác. Nhưng mà cái lượng máu của nó chỉ còn có 327 mà thôi. Tuổi gì? Khạt lửa tiếp hả? Khạt lửa tiếp hả? Nó ra một cái cục nhan thạch cực kỳ to luôn. Không sợ đâu anh em nha, không sợ một tí nào cả, 210 mấy máu nữa thôi. Cố lên anh em, tổng tấn công anh em nhìn thấy này, một đống hạt đậu biết bắn, bắn cho nó gọi là chạy đi thôi, chạy ra khói thôi anh em ạ, có 40 máu nữa thôi. Tôi sẽ cho nó củ gai vào đây, dẫm bẫy, lửa này, quả ớt này, cay xè xè ngay, cay xè xè ngay anh em ơi, đấy, vẫn lách tạch bảnh, được chưa? Được chưa? Trời ơi, một chiến thắng gọi là lụm hàng trăm nghìn cái hoa hướng dương mặt trời, 150.000 hoa hướng dương mặt trời. Rồi, tôi đã có tiền để tôi bắt đầu xây cái nhà của tôi tiếp. Nhà tôi đâu nhỉ? Alo. Đấy, mặt trời đã bắt đầu rực sáng lên rồi. Đấy, sau một hồi chiến đấu với cái con quái vật đấy thì mình không biết nhà mình đâu nữa luôn anh em ơi. Nhà tôi đây rồi. Đây rồi, đúng rồi. Những cái đồ mình mua được. Đấy, bây giờ tôi có tận. Ui, không phải là 150.000 ấy nữa đâu, mà là 1.500.000. Bây giờ tôi sẽ có tiền, tôi mua hết tất cả mọi thứ. Mua. Mua hết tất cả mọi thứ luôn, được chưa? Rồi. Mình con zombie này thì tuổi con ngăn con. Anh em thấy nhỉ, chiến binh đậu của tôi nó đẳng cấp chưa? Được của nó chứ. Cái này nữa, cái này là cái gì đây? Wow, một cái đường đi mới. Thêm cái này nữa. Úi xôi ôi, anh em thấy cái khu vườn của tôi nó đã đủ đẳng cấp chưa? Đủ đẳng cấp chưa? Wow, tôi vừa gọi ra một cây siêu to khổng lồ. Và tiếp tục thêm là cái cây thứ hai. Được rồi đấy, hình như tôi cảm giác là tôi mua đầy đủ luôn rồi á. À đây nữa, cái này bao nhiêu tiền? 50.000. Một cái bia mộ. Được chưa? Một cái bia mộ. Cái này bao nhiêu? 20.000, lụm luôn. Lụm hết. Có cái gì tôi lụm được, tôi lụm tất anh em ơi. Chuẩn bị cho cái cuộc chiến tiếp theo. Cái này bao nhiêu đây? 500.000 à? 500.000 với chúng tôi này, được chưa? Đẹp chưa? Đẹp long lanh chưa? Anh em thấy cái khu vườn của tôi nó đẹp long lanh chưa? Và tiền ở đây nữa, tôi sẽ lụm tiếp. Tôi nghĩ tôi sẽ cần phải update những cái chiến binh của mình lên. Hết tiền rồi. Ok, tôi nghĩ là tôi sẽ bắt đầu luôn cái wave 1 để bắt đầu cái cuộc chiến này luôn. Let's go. Ready? Go. À đây, cái wave này bây giờ mình mới tính ngay. Rồi, để xem mình sẽ thả thêm được cái gì nữa. Kia mới là cái khu vườn của mình thôi. Lụm. Mình sẽ cố gắng lụm thần nhanh, càng nhanh càng tốt nha. Rồi, xây tiếp hoa hướng dương. Lụm càng nhanh càng tốt anh em ạ. Để xem nào. Chờ đón. Đây nữa. Ôi, cái này thề luôn, lắp cái này hơi khó, hơi vất một tí nhưng không sao. Tôi sẽ cố gắng try hard. Đây nữa, cho cái này vào đây. Ui xôi, tuyệt vời ông mà trời. Đúng đủ một hàng hướng dương thì mình mới gọi là gọi những cái con quái vật của mình ra mình tiêu diệt. Những con zombie. Hello. Đấy rồi. Xuất hiện một con zombie rồi. Anh em đâu? Chuẩn bị tổng tấn công nhá. Lên nữa này, zombie của chúng tôi à. Bắn cho nó IA cởi hẹo luôn đi chứ. Con này khoan đã. Mình nghĩ là mình lên cho hai hàng hướng dương nhỉ? Một hàng hướng dương là hơi ít. Không sao hết. Một hàng cũng được. Rồi, tiêu diệt xong một con zombie.
Đơn giản thôi, đơn giản thôi, đơn giản như đan rổ thôi anh em ơi. Tiếp tục có con ở dưới này à? Đấy anh em phải biết lúc nào zombie nó ra thì mình mới bắt đầu xây dựng lên những cái đội hình pháo binh của mình, đội hình củ đỡ biết bắn của mình. Đấy được chưa? Tiếp tục. Chờ đó con zombie này tiêu diệt thôi. Mình sẽ hay là mình thả hai con luôn nhở? Thôi khoan đã anh em. Khoan đã anh em ạ. Lụm hoa hướng dương cái đã. Lụm hoa mặt trời cái đã. Rồi con ở giữa này. Bắn luôn. Tôi nghĩ là thôi, tôi sẽ thả luôn cho nó nhanh gọn lẹ. Không phải chờ đợi làm gì cả, mình có hơn 500 cái mặt trời cơ mà. Hơn 500 điểm mặt trời cơ mà, thả luôn, nhanh gọn lẹ luôn. Xây dựng gọi là hai hàng pháo binh luôn, được chưa? Một con zombie rụng rời tiếp. Trời đất ơi, quá là đơn giản, quá là ngon lành cành đào. Rồi, thêm một con ở đây đấy đi. Rồi, thả luôn mặt trời, nó ra quá là nhiều luôn anh em ạ. Tôi sẽ xây dựng hàng đống chiến binh ra đây cái đã. Hai hàng này nha, hai hàng này bắn nó nhanh nha. Tiếp tục. Mua thêm cái đậu Hà Lan này bắn cho nó sướng. Mua thêm đậu Hà Lan bắn cho nó sướng anh em ạ. Biết thế, mình làm ngay hai hàng hoa hướng dương có phải ngon lành cành đào không? Mình thật là ngu ngốc anh em ơi. Tiếp tục, đây rồi. Chỉ 2 đánh 1 không chột thì cũng quẻ thôi anh em ạ. 2 đánh 1 không chột thì cũng quẻ thôi. Dụng ngay đầu, dụng ngay chân. Ngất ngay con gà tây ngay. Bạn mình kinh rồi. Ok, và bây quay 1 này bây giờ nó mới xuất hiện những con quái vật siêu to khổng lồ này. Ui, bắt đầu quái vật nó sẽ đông. Một con ấy cầm cờ, cái lão kia nó định xâm chiếm cái khu vườn của tôi. Nhưng mà không, những cái con củ đậu hoa lan của tôi sẽ bảo là No. Nó sẽ bị tiêu diệt từng con một thôi. Nó sẽ lếm khỏi những cái lỗi đau đớn tột cùng. Rồi, từ những cái hạt đạn của đậu hoa lan của tôi. Ok chưa anh em. Tôi sẽ xây hàng 1 tấn hàng đậu hoa lan ra đây. Thì làm sao chúng nó có tuổi? Làm sao chúng nó có tuổi anh em? Tuổi gọi chúng nó gọi là tuổi con ngàn con. Được chưa? Úi xài ơi, tuyệt vời ông mặt trời. Clean. Để xem mình sẽ lụm được bao nhiêu ở đây. Mình sẽ lụm được một cái thẻ bài mới. Đó chính là cái con củ khoai tây này. Và 700 tiền. Đấy tí, mình sẽ ra đây mình xem mình có bao nhiêu tiền. Mình xây dựng thêm cái khu vườn của mình lên. Nó gọi hoành tráng tràng lên mới được anh em ạ. 130.000. Để update cái này. Ok, dàn pháo binh của mình bắt đầu nó cũng mạnh mẽ dần rồi đó. Và cuộc chiến thứ hai luôn, cho anh em chiêm ngưỡng. Lần này tôi sẽ xây dựng liên hoàn trưởng. Lần đầu tiên chúng ta auto phải xây dựng cái hoa mặt trời này nha, hoa hướng dương này nha, mặt trời cười. Và tiếp tục cứ xây một hàng hoa hướng dương thôi. Một hàng hoa hướng dương xong là anh em thấy gì không? Đây đi, đây anh em thấy cái mặt của tôi ở đây không? Sao cái mặt tôi ở dưới lòng đất đây này? Quá lô. Cái mặt tôi ở dưới lòng đất đây này. Không sao hết, mình sẽ xây dựng tiếp. Khả năng quay thứ hai này nó mới bắt đầu căng thẳng hơn một chút này. Tiếp tục là thu lượm. Nữa luôn anh em ơi, thu lượm nữa luôn. Rồi. Chuẩn bị có quái vật ra rồi, chuẩn bị có zombie ra rồi. Ôi giời ơi. Uầy, lần này nó đã trang bị cho mình một cái thứ vũ khí mới, đó chính là lón bảo hiểm. Lón bảo hiểm này đối với tôi thì khá là khó nha. Cho rồi, đặt nhầm chỗ rồi. Thôi củ khoai tây ra đây thì khả năng hơi là sai sách. Cho nó ăn củ khoai tây thôi. Rồi luôn. Cho củ khoai tây ra đây hơi là sai sách nha. Rồi, anh em ơi, đã bạn dùng cái gọi là cái mu thông 7 phút của nó rồi. Wow, con này gặm cái củ khoai tây của mình cũng khá là kỹ càng nha. Tôi cần nâng cấp thêm cái đội hình của mình lên. Rồi, may quá, vẫn tiêu diệt được nó. Và cái củ khoai tây của mình đã lõm một tí đầu, mất một tí sọ. Đấy đấy ạ. Có gọi là bị chấn thương chỉnh hình một tí rồi anh em ơi. Hai con mới ra mới tiêu diệt được nó. Ôi, anh em thấy gì không? Con củ đậu mình nó khóc ạ. Ôi giời, nó bị gặm mất tí đầu nên nó khóc luôn mà. Trời đất ơi. Củ đậu biết khóc. Oh my god. Hỏng hình ơi. Thương em củ đậu của tôi quá anh em ơi. Nhưng mà không sao, tôi đã gọi ra hai chiến binh bắn lận. Nên là củ đậu nó sẽ giữ an toàn tiếp theo thôi. Nó chỉ mất một tí máu là mất 6.4 triệu thôi. Nhưng mà không sao hết anh em ơi. Ok, tôi sẽ cho một cái con củ đậu ra đây nữa đi. Một củ đậu ra đây nữa đi. À nhầm lại, củ đậu. Củ khoai tây. Khoai tây anh em ạ, nhầm nhá. Và hai chiến binh bắn đi. Được chưa? Bởi hai chiến binh bắn thì không sợ bố con thằng nào luôn rồi anh em ạ. Không sợ bố con thằng nào luôn rồi. Đây rồi. Cho thêm một con bắn nữa ở đây. Bắn từng con một phải hạ gục trước cái lòng pháo của cái con đậu Hà Lan của mình. Cho nó hiểu đấy là vấn đề. Anh em nha.
Rồi, đấy, bây giờ cái củ khoai tây của mình nhá, nó không mất một tí máu là mặt nó vẫn cười tươi rói rói luôn. Mấy bạn này mặt khóc nhè rồi anh em ơi. Không làm sao hết. Một con ở đây luôn, cho hẳn 4 con luôn, tấn công cho nó sướng. 4 con tấn công cho nó sướng. Mình phải xây thêm cái này mới được. Xây thêm mới được, không thể để nó ít như này. Xây thêm, đấy. Ôi trời, xây không đúng chỗ rồi. Xây không đúng chỗ rồi. Xây lệch một cái là con này xuất hiện là mấy con của mình nó bắn nó có yếu hơn hẳn luôn á. Trời, hỏng hình rồi. Con này hồi khá là lâu nhưng mà không sao hết. 3 con đậu Hà Lan của mình tập hợp và tấn công thì con kia chỉ có mở gãy giò. Gãy giò anh em ơi. Rồi tiếp tục. Chết rồi, hỏng hình rồi. Bắt đầu chúng nó bắt đầu nổi điên nổi khùng lên rồi. Thả thôi, thả thôi. Thả ra thôi. Thả ra thôi, bắt đầu chúng nó nổi điên nổi khùng lên rồi anh em ơi. Đáng tôi phải để một con ở đây cho nó chống người đã. Chứ đây không ổn rồi. Mình còn khá là nhiều mặt trời nhưng mà mấy cái thể này nó hồi khá là lâu. Anh em ạ, hồi khá là lâu nên là tôi phải thả trước mấy con này ra, thả trước mấy con mặt trời này ra. Hỏng hình rồi, IAKT rồi. Tiếp tục vào thu phục mấy cái này thôi. Cái không xóa được nhờ. À đây xẻng đây rồi. Xúc một con này đi. Rồi, mặc dù đội hình của chúng nó khá là đông nhưng mà anh em nhìn có thể thấy chênh quá là chênh, quá là không thể ngang tài ngang sức được với cái đội hình của tôi. Quá là lực lượng như này thì làm sao mà chúng nó có thể ăn được. Win, winner. Clean tiếp, clean được một cái con gọi là hạt đậu băng giá. Hạt đậu băng giá, con này có tận 175 mặt trời mới được. Rồi, tiếp tục là xem mình sẽ lụm được bao nhiêu tiền ở đây. 160.000, nâng cấp tiếp cái đội hình này lên. Ok, đội hình này nâng cấp khá là ngon là ngành đào rồi anh em ạ. Và tiếp tục là nâng cấp cây này đi. 100.000 tiền cơ mà, update hết. Update hết tất cả. Tất cả mọi thứ sẽ được nâng cấp gọi là một cách hoàn mỹ nhất cho anh em chiêm ngưỡng. Cái này lên full đi, cả cái này lơ, lên full đi. Cái này lơ luôn. Rồi, một cách hoàn mỹ chưa? Anh em thấy cái khu vườn của tôi đã hoàn mỹ chưa? Rồi, tiếp tục vào luôn một quay lên nha. Quay này quay thứ 3 và quay này là quay cuối cùng mà tôi chơi. À, chết. Lên cho những hàng cây hướng dương siêu đẹp đẽ luôn. Lên cho những cái hàng cây hướng dương siêu đẹp. Rồi. Lần này không biết là chúng nó sẽ gọi là gọi những cái con zombie là nó chất lượng hơn không. Chứ cái đội hình của tôi như này tôi không sợ bố con thằng nào luôn. Tôi nói thẳng luôn đấy anh em ạ. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Còn một con lên hàng 2 nữa rồi. Thả hơi IA cờ đần một tí. Zombie nó chưa xuất hiện mình đã thả rồi. Chết rồi. Thả quả ngáo ngơ quả mơ luôn đi chứ. Hỏng hình rồi. Điên thả quả ngáo ngơ quá anh em ạ. Thôi IA cờ đi rồi. Zombie chưa xuất hiện mà mình đã thả ra trước rồi. Thế luôn. Lần vòng này đánh hơi sai sách nha. Vòng này đánh hơi sai sách một tí nhá. Anh em thông cảm. Mà không sao hết. Sẽ cố gắng tiêu diệt được nó thôi. Bạn kia chuẩn bị khóc lóc tiếp rồi. Bạn củ khoai tây của mình chuẩn bị khóc lóc tiếp rồi. Đấy, biết ngay mà. Nó chảy nước mắt dí tí nước mắt rồi. Không biết là sau khi nó ăn tiếp theo nó bị như thế nào nữa. Mặt nó mếu máo như nào nữa anh em ơi. Tiếp tục là một hàng này nữa đi. Cho nó tấn công dần đi chứ con kia không cự được nữa rồi. Không cự được nữa mì nó ăn rồi à. Vãi trưởng lần này bọn nó khỏe hơn rất là nhiều luôn. Oh my god. Tôi cần... Đây rồi. Xây thêm chiến binh. Xây thêm cái củ đậu ở đây. À, củ khoai tây chứ, chết mất. À tầm này bọn nó tấn công mạnh quá. Tôi IA cờ lú luôn rồi anh em. IA cờ lú luôn rồi mà. Xây tiếp. Xây càng nhiều càng tốt nha. Đây rồi. Ra một cái con băng xương luôn. Thể hiện luôn cái trình độ gọi là băng xương cho chúng nó xem. Được chưa? Rồi bắn cho nó tê tái cuộc tình luôn đi chứ. Rồi. Lên nữa đi. Càng đông zombie tôi càng khoái. Bởi vì sao? Bởi vì đội hình của tôi bây giờ nó quá là mạnh rồi. Đây này. Thích thì thêm luôn nè. 3 con đậu Hà Lan. Bắn thế này thì chúng nó gọi là khóc và lóc luôn. Được chưa? Bắn còn chưa chạm vào cái củ khoai tây của tôi luôn được chứ. Quá VIP, quá xịn xò con bò. Cho thêm ở đây đấy đi. Trời ơi, tôi đặt vị trí quá là chuẩn chỉ luôn. Tôi biết cái đường đi lức bước của bọn zombie này rồi. Nên bây giờ chúng nó có xuất hiện ở đâu thì tôi cũng bắn cho nó lát tăng của tình ở đấy. Được chưa ạ? Bắn cho gọi là lát tăng của tình ở đấy luôn. Rồi hết cả mặt trời luôn mà. Xây thêm ở đây đi. Anh em thấy thiếu thiếu gì không nhỉ?
Rồi, tôi cần thêm năng lượng mặt trời. Tôi cần thêm một chút năng lượng. Để coi là bọn zombie này cho nó biết thế nào là lễ và hội luôn. Rồi, đấy rồi, đủ rồi. Một hàng gọi là đậu Hà Lan băng xương và một hàng đậu Hà Lan bình thường. Mặc dù nó bình thường như cái đường hộp sữa nhưng mà nó không ngại con zombie nào luôn. Mặc dù là điều đó. Đấy rồi, giờ đặt sai vị trí rồi. Thế là tôi phải nâng cấp thêm một cái con máy bắn súng vào đây nữa. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Thế là đã đủ khỏe chưa ạ? Thôi khoan đã. Cái đội hình này cứ phải từ từ. Cứ phải từ từ. Tiếp tục đi. Chúng nó bắt đầu nổi loạn rồi nha anh em nha. Chúng nó chuẩn bị nổi loạn rồi nha. Anh em gọi là xây dựng cái đội hình của mình mạnh mạnh lên một tí đã. Tôi cần khá là nhiều năng lượng mặt trời nữa. Rồi, chúng nó bắt đầu nổi loạn rồi. Xây thêm ở đây mới được. Ok, và tôi sẽ đón chờ xem chúng nó sẽ làm gì tiếp theo. Để tôi xem chúng nó sẽ làm gì tiếp theo. Cầm cờ đúng không? Bắn cho nó lát tay của tình thôi. Bắn cho nó hiểu vấn đề thôi anh em ơi. Hiểu vấn đề thì thôi luôn đi chứ. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Đã đủ khỏe chưa ạ? Tôi xây gọi là 1 tấn hàng rào luôn. Không xây được nữa này. Tự nhiên là không xây được nữa này. Cho thêm ở đây nữa đi, cho nó chất và lượng đi. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Cứ liên tiếp một cái gọi là cái gì đây? Quả bí ngòi à? Đây quả gì nhỉ anh em nhỉ? Anh em biết tên con này là con gì không? Anh em comment phía dưới hộ tôi nhá. Tôi quên tên con đấy rồi. Rồi, tôi sẽ thử nghiệm cho anh em trước 3 trận chiến này thôi. Và anh em muốn tiếp tục video này có phần 2 thì anh em hãy comment ngay phía bên dưới để tôi sẽ cho anh em xem cái đội hình của tôi nó xịn sò con bò như thế nào tiếp theo nha. Rồi, và anh em thấy cái video này hay thì anh em hãy để lại cho tôi xin like và đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo đây nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.